Vâng, máy nông nghiệp Phúc Minh Tiến xin chào bà con nhé. Hôm nay thì mình có chiếc máy thái sắn sợi này, có thể thái được măng tươi nhé, giới thiệu đến bà con. Thì đây là cái máy thái sắn sợi hàng Việt Nam bà con nhé. Đấy, motor nó là 1 HP 750W và một đĩa thái sắn sợi như thế này. Đấy. Mẫu này là hàng Việt Nam sản xuất nhé. Bà con ở các vùng rất là chuộng. Có một lý do nào đó mà người dân sử dụng cái máy này rất là được ưa chuộng nhé, cực kỳ ưa chuộng luôn, bà con rất thích sản phẩm này. Thì máy thiết kế đơn giản, một motor lái thôi. Ở đây có một cái dao, đây là hệ thống dao sắn, chúng ta sẽ bỏ ở đây nhá, sắn sợi bỏ ở đây, măng cũng bỏ ở đây, là cái cửa phía sau này. Đấy, mình bỏ củ sắn là nó cái dao sẽ đi qua, nó phay thành sợi nhé, củ sắn bỏ ở đây. À, đây đây là cái đĩa, cái mâm đĩa nó sẽ quay như thế này. Đấy, nó sẽ ra cái sản phẩm là sợi, từng sợi một. Đấy. Máy này rất là gọn gàng, đơn giản. Được ưa chuộng nhiều nơi. Mình sẽ quay động cơ cho bà con xem nhá. Đây, giờ là mình đã cắm điện quay này. Vì cái thiết kế đơn giản như thế này mà sử dụng rất là hiệu quả, cho nên là bà con rất là tin dùng. Bà con mua sản phẩm với mình thì mình lắp motor như thế này nhá, motor rất là khỏe luôn. Ở một số nơi thì lắp những cái motor kém chất lượng, nhưng mà motor bên mình là đảm bảo khỏe. Dây Cobra khá là căng nhưng mà quay rất là tốt nhá. Đấy. Sản phẩm này thì các bà con vùng núi mà dùng thái sắn, thái măng tươi, những cái củ mềm mà để làm ra sợi ấy, thái sợi, tức là mục đích bà con để thái thành sợi thì có thể sử dụng nhá. Mình có thể tùy chọn về cái công năng của nó, thái sắn, thái măng, đấy, thái khoai sợi. Mẫu này thì mình có vận chuyển đi toàn quốc nhé. Bà con có nhu cầu mua hàng cứ liên hệ với mình, thì mình sẽ ship tận nhà cho bà con. Đấy, chi tiết mua hàng thì bà con cứ liên hệ với mình qua máy nông nghiệp Phúc Minh Tiến nhé. Địa chỉ là cầu Bùng Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An. Số điện thoại là 0988 182 789. Xin cảm ơn bà con nhé.